Xin chào các bạn, quay trở lại kênh Nghiện Vô Giá. Chúc mọi người ngày mùng 2 của năm 2022 vạn sự như ý nha. Hôm nay chúng mình sẽ review món bún giò heo của thương hiệu Hàng Nga nha. Các thương hiệu là Vinacook này. Món này là 6.000 được một gói nha. Giờ sẽ bóc ra và cho ra. Nóng chế như là mì tôm thôi. Để xem nó mình ăn nó ngon bằng mì tôm nha. Đó, bún giò heo. Không có giò heo đây đâu nha. Đứng đợi người ta bỏ gói giò heo đây thì một gói mì là quá rẻ này. Đó, là mì gói như là hủ tiếu gói vậy thôi. Đây, có 3 gói. Gói đầu tiên là hành với lại thịt viên. Không biết mọi người nghĩ cái này là mới là mọi người nghĩ cái đỏ này là cà rốt đúng không? Không phải đâu, mình thấy nhiều người bảo này là đu đủ sấy khô nha. Mình ăn thử xem trong cảm nhận xem phải đấy là đu đủ. Mà gần như tất cả món ăn á, ai cũng nói đấy là đu đủ hết. Đây là sẽ có một gói muối nha. Cho gói muối vào. Muối màu trắng. Tí gói mì tôm hả, chua cay vào thôi. Đây sẽ là gói dầu. Đó, ăn đi để dầu nha. Xé ra. Rất là dễ xé, đổ vào. Cực kỳ ngon mà thơm nha, đổ này vô quyện với muối ấy. Bốc cái mùi thơm thơm chua cay lên là ngon lắm à. Cực kỳ đã. Giờ sẽ chuẩn bị nước ấm, nước sôi. Chế sắp vào cá nha. Chế đều lên cái, sắp vào cá được. Rồi mình sẽ đẩy đĩa này trong tầm 4 phút nha. Mọi người đợi 4 phút xong mình sẽ có món rất là ngon nha. Rồi, được tầm 4 phút rồi mình sẽ mở ra nha. Đó. Mình đã chuẩn bị ra mấy cái húng. Húng bị tèo. Cái bún này á là giống như bún xào á. Bún khô á, bún khô mình xào. Đó, mình sẽ trộn đều lên nha. Viên thịt nổ lanh bành, tỉnh đời thì lanh bành, bấp bênh sóng gió. Chúc mọi người một năm mùng 2 là vạn sự như ý, hỷ sự như mơ nha. Đó, mọi người miếng nước. Đó, làm 3 viên thịt, mọi người miếng nha. Kỹ này, được không? Đã không? Cái bún này mình ăn như bún xào á. Mọi người đã ăn bún xào 10.000 một miếng không? Nó cả rốt này kia. Sợ là như sợ bún xào này. 10 miếng nha. Ăn nó mềm hơn sợ bún khô mình nhiều. Cái này mình gọi là sợ bún xào. Cực kỳ ngon và hấp dẫn nha. Cái này mình ăn thấy một tô này nhẹ nhàng trong một nốt nhạc thôi. Mời mình nữa nha. Nhưng mọi người thấy cuộc sống không? Đồ ăn ngon. Tặng cho một người à? Tôi tặng mình đâu. Ăn kẻ. Mọi người miếng rất là ngon, mình thích đấy. Đồ ăn này là một người gửi tặng cho là người quen của mình nha. Ăn thử. Sợi bún nó dễ gấp, cũng dai, cũng mỏng, cũng mềm, cũng thơm. Nhưng mà sẽ nấu một món gọi là hủ tiếu hay là bún ấy. Bún tươi mình thay thế bún tươi. Mình cũng chưa ăn thử.
Nhưng mà gọi là mình là gọi hủ tiếu hũ gói này rất là ngon nha. Viên thịt đậm đà. Nước là ok. Sợi bún thì ăn vô cái độ dai nhất định của sợi bún, nhưng gắp rất là ngon, gắp đồng đều, không ai phải tranh cãi hết, cứ đầy muỗng một người, đầy muỗng một người.